Lời đầu tiên, cho phép Thanh Nga xin gửi tới toàn thể quý vị một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị có những ngày đầu năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Và sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc rất trẻ trung và vui nhộn mang tên 60 năm cuộc đời. Xin mời chúng ta cùng thưởng thức. Anh ơi, có